Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay mình đi làm về thì có một cái đầu bếp đang ở trong bếp của mình, đang quậy phá cái gian bếp của mình đó quý vị. Hello chị. Một nhân vật rất là quen mọi người ơi. Chị Loan hôm nay ghé nhà mình chơi để thăm hai vợ chồng với biết nhà luôn nè. Dạ đang em vô bếp làm đồ ăn. Ê, chưa chín 30 giây chín rồi em. Dạ. Em muốn chín hơn nữa hả? Dạ. Chín hơn nữa thì cho thêm. Cho thêm miếng mỡ đi chị, cho miếng dầu nữa đi. Chứ để nó khô quá. À, hôm nay thì chị Long qua chơi, xong rồi chị Long có mua một ít đồ cho mình nè. Mua thơm nè, tại vì ngày mai á là sinh nhật của Henry nhưng mà chị không có nghỉ được cho nên hôm nay qua chơi sớm, chơi trước ngày. Đó, có mua cho mình nè, hai trái thơm. Rồi chuối, rồi một thùng xoài luôn, rồi dĩa chén nữa nè. Đó, chuẩn bị chu đáo luôn. Rồi trái cây nó đâu tôi tủ lạnh nó nào quý vị. Trời ơi nghe nào quý vị, té té lên nè. Dâu ha, hai ba hộp ha, rồi nho nữa. Xà lách làm sẵn rồi đó, còn xà lách làm sẵn nữa để mình quay cho các bạn xem từ từ làm nha. Sẵn nè, đây nè, trái thơm nó còn nằm ở dưới đây trái nữa nè. Đó rồi, đây nè, xà lách làm mà còn dư nè quý vị. Mới đi hôm nay là hai chị em hẹn nhau qua chơi. Chị nói ngày mai chị qua chơi được thôi, hôm nay qua chơi với thằng nhóc tới chiều rồi chị đi về. Tối chút chị về, mấy giờ chị về? 10 giờ 11 giờ chơi đi em, lát nằm chơi nào đuổi về, chị nào đuổi về hôm nay được nghỉ. Dạp uống giờ ly rượu rồi sao lên lầu. Chị Loan là hồi nãy chị làm chị về hay là bên ngoại qua? Bên ngoại qua. À. Đi kế sinh mà đúng cái ngày chị trở lại đi làm lại là ngày bến đê của một tí. Ờ. À, làm hôm nay ngày cuối. Ngày cuối, ngày mai mới đi làm lại. Ngày mai là cái ngày đi làm lại mà lại là cái ngày bến đê của Henry, khổ ghê. Bảo ý là mình... chị không kêu gì em hết, là chị để chị kiếm người. Em báo chị 2 tuần để chị xin. Vẫn... không kiếm người được. Không xin được. Không, dây em chị không cần nhưng mà không có ai giữ mẹ. Bà ngoại, bà ngoại buổi chị tối. Chị không kiếm được ai giữ bà ngoại hết. À. Đó nè, nãy giờ ở nhà chị Loan nè, đi chợ nè, mua đồ ăn về nè, cho anh Xuân làm nè, nào nướng thịt rồi làm salad rồi măng tây làm tơ lưa không chưa chứ. Cô Loan mà tới là đồ ăn ngập tràn. Bởi vì cô Loan lúc ở gần với cô Loan chồng quay không ốm nổi nha quý vị nha. Từ khi mà cách xa chị Loan là bắt đầu mới giảm cân được nghe quý vị. Còn lúc ở gần chị Loan là không giảm được ký nào luôn á. Cứ hết ăn tới này kia. Đây nữa nè mọi người, còn một năm ổ bánh mì nữa nè. Năm ổ bánh mì này mới ăn bò kho được rồi. Mời rồi. Nhưng mà lát em sẽ bỏ vô bao ni lông thì nó giữ cái ổ bánh mì không có bị khô á. Dạ. Xong rồi ngày mai ăn một thì chỉ có nướng lên thôi. Dạ đó. Chỉ mua quá trời. Rồi mua bánh cho Henry nữa nè. Nè phần bánh của Henry nè, mua cho Henry một con măng kỳ nè. Ủa nãy chị đi chợ nào mà chị mua mấy này vậy? Chợ Tàu hả? Chợ ly hả? Cái này là quà bích đê tí nha con. Nè nè, cô của cô Loan nè. Ly là con thích gì là mẹ mua cho con nha. Nè, thank you cô Loan ly. Nó vậy? Nó không chịu á. Nó không thích. Tại vì cô Loan không biết mua gì cho con. No. Hổ. Em cắt đi. Dạ, thank you chị. Cắt đi cô Loan đi, cái này cô Loan cho tiền để mua dinosaur. So. Nha. Mua cho nó thì mua sao cái mặt nó kịp chứ. Thì đó, mới hồi tối hôm qua tới hôm nay mà tự nhiên sáng ngủ dậy sớm. Lát ba cho uống thuốc đúng cử nha, để mời bệnh không chơi được nha ba. À, gặp chị Loan là sẽ có đồ ăn thôi nha quý vị ơi. Salad. Đó ông. Quay gì chị? À. Xuất sắc chưa? Dạ. Quá trời đẹp. Quay qua phải. Rồi giỡn đó mà. Tại cái kia của mình là mình đó, đơn sơ. Hôm nay ăn đơn sơ thôi nghe quý vị nha. Dạ. Ủa là chị lo qua lúc 5 giờ mấy mà nước thịt kẹp phải cho? Đâu kẹp đâu, nhưng mà nó tối là đâu thấy đường đâu. Chứ không? Lúc chị qua là trời còn sáng trưng nè, còn hừng hừng nắng nữa. Mà bây giờ nó mau tối quá. Tại lúc mà chị rửa rau rửa đồ thì Xuân nó phải đốt than.
lúc đó Xuân nó chưa đốt than. Đốt than thì chờ cũng lâu rồi ha. Ăn xong rồi lát lên nằm nghỉ lưng. Đây, chơi rồi tâm sự nói chuyện được. Sao nghĩa ra nhìn hấp dẫn ha. Quả hấp dẫn cô gặp cô mà đầy đủ màu sắc. mà quên dressing thôi, mình ăn vậy đi. Đúng da rồi, da rồi. Em ra cho hết luôn cho hết. Nó nhiều quá em nè. Nhiều quá. Nhiều quá. Đỡ rồi cho hết rồi nha. Em muốn hết cái còn chút xíu. Nhớ cái da bỏ nha. Ok anh. Ờ quên khăn nữa, để lấy miếng khăn. Ăn xong hồi cái kéo áo chùi. Giống Việt Nam vậy đó. Ăn xong kéo áo chùi. Đâu kéo là quần chùi cho kéo áo. Mặc cái quần lẫn ống bệnh cái đó nóng vậy nè, ngồi vậy nè, cái đầu kéo lên là cái đầu kêu quần lẫn ống rộng á đó. Ok rồi, bị xong salad quá trời ngon. Quý vị thấy hấp dẫn không? Trời, một cái dĩa thịt xuất sắc luôn. Rồi còn đây là thịt gà nướng, này là măng nướng, còn này là salad. Úi giời ơi, quá trời đồ ăn. Có chị Lon là đồ ăn ngập tràn. Chị Lon mắt bự hơn cái bụng, cho nên lúc nào còn đồ ăn chị cũng đâu có nhiều. Đâu cái chai anh này xưa chị Lon làm đâu. Sao anh? Chị làm cái chai anh này. Sao ra thua ra là cái chai anh chị làm. Đây hả? Ừ, đây hả? Giờ có cô đó. Chị chuyển về đây chị làm cho nó gần nhà. Về đây ở chị phải, chị tại vì chị bên kia chị phải chuyển về đó là vì mẹ. Đi bà ngoại cho nó gần. Chị xin về đó chứ đâu phải nó chuyển chị đi. À rồi chứ gì làm cái này ở đây rồi chị xin về cái chỗ mẹ rồi chị lặng... thấy nó quen quen em có tới rồi ha. Ừ em nhớ em tới rồi, chị chở em. Đúng nhớ rồi, kỳ chị em mình đi Costco á, đi lấy cái gì á, chị đi lấy giấy gì đó chị chở Costco. Trước khi đi Costco là quẹo qua đó lấy đó. Cái gì á vô miếng cà phê đi chị, lâu ngày gặp rồi vô mời cả nhà nghe chia. Đó là cuối cuối cùng mình búa theo hao sát sát cái chợ chứ không biết luôn á. Cái trước khi chị tới chị biết GPS nó sẽ chỉ chị ra đường xa lộ không à. Mà chị thấy đi chợ rồi chị hỏi xưng nhà em ở vị trí này em nói rồi. Rồi chị biết đường chị đi rồi. Thì có bữa em nói là gần Costco. Mà từ lúc em mua tới giờ là ba tháng là tháng là cách tháng thứ ba anh hả? Đúng. Tháng thứ ba đúng vậy là chị Long mới ghé lên nhà chơi. Em nói chị là ở gần Costco. Chị đi á, nó cứ chỉ chị ra đường xa lộ không à. Làm mà đi đúng rồi. Chị mới kêu Xuân, chị hỏi em nói cho chị là em ở vị trí nào đi. Chứ cái thằng GPS nó cà chớn lắm, chỉ ra Costco không, chỉ ra xa lộ không à. Tại vì đi đường đó nó không có kẹt xe đó. Rồi cái... bây giờ đó chị đi 3 giờ mấy đi ra rồi kẹt xe cái bà. Thứ bảy cũng kẹt xe nghe em, tụi nó đi shopping. Dạ, đúng rồi, đông. Mà đi tầm 3 giờ mấy rồi, đổ đi là bắt đầu đúng từ rồi. Cái đoạn đường ở dưới Annadel mình mà chạy lên nhà em là rất kẹt là kẹt luôn. Kẹt mà không nhúc nhích được luôn á. Mà dễ kiếm hả chị ha? Để chị... chả cái lột vô hả? Ừ, chả cái đẹp vô, sát bớt. Chị có vô thương hỏi một chuyện mấy xe em hả? Mắc dùm xuống nhà, bây giờ đâu dùm xe. Nhà nhiều số quá bây giờ mưa hôm nay luôn. Mình chưa thấy khu đâu hay là rộng hết rồi. Cái mặt kinh nó dễ thở, có nhiều chỗ vô nó ngọt rồi đúng không? Mà cái hả? Cái nhà chị thấy nhà làm sao? Nhà ok, chỉ có ok. Chỉ có cái cửa cái thì nhìn nó phân đi quá, nó giống nhà kho. Ừ đúng rồi đó. Lúc mới đầu em để cái coi cái nhà là mới bước vô em thấy cái cửa cái mấy trời sống nhà dĩ xấu dữ vậy. Cái cửa cái nhìn nó thiết kế cái mẫu gì kỳ cũng chết luôn á. Vậy đúng rồi. Thì nó bự nó rộng nhưng mà cái cửa đó nhìn giống như cửa nhà kho. Đúng rồi, nhìn nó kỳ lắm luôn á. Rồi có nó có cái balcony này nữa nè, cái nhìn nhà nó vui vui nó tiếu tiếu làm sao đó. Nhưng mà khi em bước vô cái nhà thì em lại thích, em nói bước vô nhà thì trong nó rộng rãi nhìn nó đẹp. Thoải mái rộng rãi. Mà có ở ngoài thì kêu giờ là thành lục hết cái nhà bếp, cho biết cái gì để đâu hết rồi. Tại cần cái gì là mở hết bao nhiêu cửa. Chân nó mắc ngoài đó chị đâu hỏi nó được. Dạ. Lục hết. Dưới phần nhà mới cũng đâu có vậy nhiều rồi. Chị quen cái kiểu em để đồ rồi. Chị lục cũng dễ. Tại vì cái mấy chị em ở chung với nhau sắp xếp. Quý vị biết lúc mà em kể lại cái vụ mà mới dọn về nhà chị Loan ở.
cái gì chị cũng để ở ngoài con mắt vậy nè, với một phần đó chị không có dối được, chị để ngay con mắt vậy nè, cái em mới thấy sao mà nó quá trời đồ, em hốt em quăng lên kệ hết trơn. Cái tới cùng mới đi nhà của chị, mà tới đâu cùng chị đi làm đồ ăn là chị đi, em đồ để đâu, đồ để đâu, nó dạ để đó, để đó, để đó chị. Tới cùng nhà chị mà chị không biết đồ má để đâu luôn. Giờ đồ là muốn gì gì cứ lên đó rồi hỏi nó, chứ giờ con không biết để đâu chứ, nhà con chứ con không biết đồ để đâu. Tôi nghĩ là chị quen à, chị sẽ biết là cái tánh của mình sẽ thích để đồ ở đâu, ví dụ như đồ nào mình sẽ để ngăn nào vậy, là nhắm chừng mà lại bóc cái là có thể là trúng, đúng không chị? Nhắm chừng mà bóc cái là trúng liền à. Chứ giờ mở hộp nào ra là biết cái đồ đó sẽ để bên chỗ đó. Ừ. Em với chị ở với nhau cũng 3-4 năm rồi. Ăn 3 cái tết, 4 cái tết. Em ở đây mình có cái nắp mà lắm ở đâu hả? Ở trên cao á. Ừ, vậy thôi khỏi họ khỏi thắc mắc nữa. Thua. Làm tuốt trên cao á, tại vì ít có xài cái nắp, chỉ xài cái phố thôi à. Trời ơi, nó em mấy nắp xuống thì em đậy nó, em bỏ tủ lạnh khỏi phải xài bao ni lông. Dạ. Thời buổi kinh tế lên mà, cái gì tiết kiệm được tiết kiệm đi. Đó mà mình có cái nắp thì mình xài chứ. Bữa nay em còn vụ chiến tranh rồi đó, cho nên đồ vật giá nó leo thang quá. Làm tốt trên trời luôn á. Thịt rồi vậy. Cạp cục thịt cho nó vui. Ăn lắm trời lắm em. Sao lắm nè. Gấp đại đũa em. Chưa, đũa không dính. Gì anh? À, chua. Xà lá. Dừa leo. Đó, dứt một cái chút vô cho nó có. Đó. Nóng hư quá quên trả sinh. Ngày mai đi mua rác sinh về ăn đi nha. Cái xịt lên trên hả? Không. Em muốn ăn rác sinh thì em mai mới đi mua. Nhà có rác sinh không? Đó, bữa chị con. Còn mà ăn có hết đâu. Hai chồng có ăn cái đó đâu. Chị lon nó được cái đi. Nên đây, đi thu đi để lại lá vàng. Chị lon đi để lại một đàn đồ ăn. Mấy cái đồ mà mấy chị thấy em quay video em hay xịt lên đó, đó là của chị lon đó. Em không bao giờ mua cái đó, tại vì ăn của chị Long mua không hết, cho nên đâu cần mua đâu. Tới giờ thì vẫn còn vậy. Ừ, ba bà, 4 bệnh vậy không, cũng còn. Còn hạn ăn được. Giờ giống không mà nó bị đâu hết hả? Kể cả là khi em phui ra mở tủ lạnh. Ừ. Chưa phui được sao mà khui. Cái cá của chị cho là em chưa có khui nào hết trơn. Ngon ngon ha. Rồi. Chưa làm cho ngã của mẹ mà ăn dụng miếng. Ừ, em hai bịch. Em hai bịch nhỏ. Cho mày quay. Trời ăn rồi ngày mai ở khách luôn. Dạ. Không có thì giờ đi mua đâu. Hôm qua em nói là hôm nay em sẽ về em đi mua mấy cái đó đó. Mua nào là thơm để làm một mâm trái cây tráng miệng á. Bây giờ có chị mua chị ai rồi, em có thơm có nho có dâu em làm vậy đủ rồi. À, đủ một khay rồi đó, đủ một khay mâm trái cây. Không thơm ngon lắm. Thơm có nho có dâu mà chưa có để. Để ra mà sao đào. Năm nay em không có, em giờ giết á, em đâu có rau đâu, không có rau chứ không thôi là làm cái gì bánh xèo rủ chị qua ăn rồi. Cũng phải tháng nữa trời mới ấm rồi. Nhưng mà giờ tháng nữa em cũng đâu có đâu. Tại vì đó mình có cái rau sẵn thì tới mùa đó lúc nào nó lên lại, còn giờ em đâu có đâu. 21 tụi Linh nó có rau, mình lấy rau đó mình ăn ngon giờ đó. Nhưng mà từ ngoại chạy qua đây sao không? Cái kỳ dứa nó có nhảy cò. Thì em đi em biết rồi đó. Nửa thứ. Dứa bệnh nó có nhảy cò không? Sao em? Cái dứa của chị nó. Ô, cái dứa cừu linh nó dưỡng gút lắm em, đâm 2-3 cây con nữa. Bữa nào cũng sinh một cái cây con, mùa hè nó sinh giờ chết. Bữa cái bộ kia của em gái dưỡng quá trời nó cũng chết. Nhưng mà cây lá cẩm của chị em đã dưỡng sống nha. Ừ, nãy chị lên thì nói trời ơi, mấy đứa giữ được cây lá cẩm quý quá. Ừ. Chị càng nói là chia vào cái chị. Em nói bữa nào, chị chồng có đâu bây giờ? Chưa, bây giờ ta chỉ có đúng cái phòng thôi. Chồng kiển, chồng ngay cửa sổ à. Người ta ba ở Mỹ, ta nhà càng lên, ta ở Mỹ càng lâu, ta càng đi xuống. Cái nhà càng lúc, cái gì, cái phòng càng lúc cái phòng càng nhỏ hơn.
Không, cái phòng bây giờ thì cũng bằng cái phòng chị đó. Ờ. Nhưng mà em biết mà chị đó không có bài gì, không có việc khác mà. Không có cho lấy bài đâu. Chưa, nó đô nê lộn mẹ nó cái bịch đồ áo lạnh chị rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Rồi sao? Giờ không có áo lạnh mặc, cũng may còn hai cái áo này là nhờ chị để trong xe. Ồ, rồi xong luôn. Là để xe mà không, mà toàn là áo tốt không à. Ừ. Chơi đô nê mẹ nó nguyên cái túi lạnh rồi. Rồi xong luôn. Kiếm hết cái nhà rồi không có, thì chỉ có đô nê. Rồi thua. Em thì được cái à, không có đồ nể gì cho trên đồ con Nguyên à, lục ba lục lại lắm. Ừ, giỏi lắm, dụng nhà dụng quá dụng lại. Ừ, chị đưa em chạy, em lát giỏi thóp được 500 mấy dụng luôn, quăng hết luôn. Thiệt đó hả? Dạ. Em nói em nói cái đó thơm đó hư. Tại có hai cái. Ừ. Em tưởng cái đó là cái hư, cái em dục cái đó xong tới ruộng đi kiếm, em đi kiếm cái mà không hư. Cái hư lòi ra. Ờ, cái em nói không, cái mất luôn. Cái quăng luôn rồi. À, ý là em tưởng cái đó hư em dục. Ừ. Em đi kiếm cái không hư mà tới cùng kiếm không ra luôn, em nói rồi chết mẹ mình dục cái đó là cái hư. Ừ. À cái không hư rồi, rồi xong luôn mất luôn cái đó laptop đó mua 500 mấy. Ừ. Tới giờ em mới đi kiếm thấy cái laptop của em Sừng, mới là mới đi kiếm cái quen thì mới nói gọi chị xong mình dục hai cái luôn. Ủa hai chị em mình ăn thịt không ăn mì hả? Có nè, em ăn còn khúc nữa. Thịt vừa không chị? Ngon. Ngon hả? Ok, ngon rồi. Em ăn để nguội hết rồi. Đâu sao đâu, em ăn nguội mà, chị không nhớ hả? Em phải để trong lạnh, sao không lạnh ra mới ăn. Anh, hai chị em ở chung với nhau cũng là bèo dạt gặp nhau á chị ha. Ừ. Mà tốt cùng hợp, ha chị ha. Hợp, rất là hợp luôn. Hợp về, hợp về cái nết ăn uống nữa. Cái nết ăn uống thì hợp nhau luôn. Trời ơi, cái này ngon chị, mua đi, mua ít quá ăn đã, mua nhiều chút. Hộp, chế sợ hộp. Bởi vì chị em mình nó mở gần ai, người ta cũng thích. Thấy vậy hả? Ừ. Tại mình sợ là mình gọng gãi quá mà. Đầy năng lượng. Vậy á, hôm Tết thì mua lượt Tết lên cho bà. Bà nói trời ơi, đúng là thấy con là thấy Tết. Rồi lên, đi Tết bà đó. Mẹ thấy con là thấy Tết. Không, giờ sao rồi chị? Ai em? Dạ. À, thì ông ở dưới lầu vậy đó. Ý là sức khỏe á. Sức khỏe thì cũng vậy à. Tuy nhiên là càng ngày khỏe yếu hơn thôi. Dâu mùa này ngon. Ừ. Dâu mùa này ngon, không có bị chua, ngon. Vừa thơm, vừa ngọt. Ngon không? Dạ, ngon. Nãy chị ăn thử trái cũng ngon. Ngon. Dâu hôm nay ngon gặp. Còn nó hộp ở dưới kìa. Ừ. Thầy chỉ cắt là làm kiểu thôi. Dạ. Muốn ăn thì lấy cái hộp lên, rửa thôi, sạch sẽ. Thôi được rồi, ăn thử. Chị rửa sạch sẽ hết rồi. Dạ, thôi được rồi, chị Loan ăn cái này được rồi, chị ngồi ăn đi. Thôi. Nó còn chạy vòng vòng nữa. Chị Loan nói là mấy đứa, bữa nào mấy đứa nhà mấy đứa gọi đi sắp xếp mỗi ngày nghỉ thứ năm đi rồi. Rồi nghỉ thì chị em qua gặp nhau. Đây, nè em mà rửa sạch sẽ rồi chị bỏ dạ. Ngược để vô đó dạ. Mà thật sự chị Loan á, là ví dụ như em nghỉ cái ngày thứ năm hai chị em mình cũng không gặp nhau nữa. Vâng. Không bảo đảm. Chị nghỉ rồi thứ năm chị đi bác sĩ này cái kia nọ thôi. Tao đi bỏ tuần sau, mình cho chết luôn. Mấy bữa em biết sao chứ em ở chung với chị là cứ thứ năm mà chị đi bác sĩ. Cái hôm đó thì đi nhiều là sao cái thời Covid mình không đi được. Đến chừng quay trở lại rồi thôi, mấy ông bác sĩ ông giật mình. Ông cứ bắt mình không bắt hoài. Đúng rồi, để ông kiếm tiền chị. Em mới cả một chút xíu rồi có tiền. Thứ năm nào cũng thấy chị đi bác sĩ hết trơn á. Mấy tuần rồi có đó, kem sâu luôn. Ở nhà chơi với cháu. Đi con đi nó về á. Dạ. Đi chưa? Đi về bển chưa? Về bển không? Chưa. Con chơi đựng tầng nó chị không? Nó chơi đựng tầng. Thiệt tình là muốn kêu điện thoại gọi về bếp đê cô tí. Thôi tầm tao. Ủa chị đi đâu chơi? Chị nói chị nói ở nhà, ở nhà chơi với cháu ngoại. Cháu ngoại nó qua chơi. Ở tiểu bang khác qua chơi. Cái ngoại cũng chịu lên đó. Mình ké đi. Ừ. Thì cũng gọi là bà mà.
ngoại hai mình ké mà bé thì cũng gọi chị má hai mà em giờ thật chưa ăn không có cả. Ủa anh thùng. Em đứng thật hàng xóm mà hỏi thăm không vậy hàng xóm. Ủa em ăn cá mì với mì này nóng nè nóng nóng em mới lấy mì này không nó nóng em mới lấy á ở đây hả dạ. Ngồi đi mà lấy không lấy mà lắm mời ngồi ngay trước mặt mời bây giờ ăn thịt dừa lắm nha, ăn ngon, thịt dừa ăn. Mấy bữa em nghỉ, có mấy tuần trước em nghỉ thứ tư năm luôn, hai ngày luôn. Ừ. Mà em chạy như con điên ngoài đường, bận suốt, đâu gọi được đâu. Bây giờ tới lúc em qua bên tiệm này thì em lại làm 6.000 tuần. Rẻ á. Dạ. Giờ làm tiệm mới hả? Có tiệm ở gần Columbia Play á, tiệm cũ, trở lại tiệm cũ. Tiệm mới gần đây. Tiệm mới em chạy ngược xuống, em chạy ngược xuống hướng lô tầng. Còn tiệm em chạy lên đây ăn cơm tiệm nè. Chạy mà có mặc nhiều nay phom nữa hả? Dạ. Có mà có là chịu mặc không? Còn bả đưa cho em á, em ơi mặc đi nó không đỡ hư quần áo mình. Dạ. Nó giặt cho mình nữa. Ờ nó giặt luôn hả? Đó, em về nhà. Em mặc cho em nhà mà. Thôi mình giặt cũng được nhưng không, mà đỡ. Nó giặt luôn á, tự tiệm nó có máy giặt mà. Thôi. Nó giặt ba cái khăn làm chân nó dơ chứ biết không? Mấy khăn làm chân tại vì khăn làm chân cho khách đó mình bào gót người ta được á, rồi cắt da rồi da không mà dơ lắm. Rồi tự nhiên mình mặc lên người mà, mình rứa chứ chị nghĩ bị vậy mà máy nó mau hư đó. Đúng rồi em nhớ mang người bái người liêm không ở nhà mình giặt cái máy biết bao nhiêu năm cũng hư mà nhà mình giặt như hạm luôn cái máy nó xài 2-3 năm hư rồi mà cái máy cũng liêm tao chủ nhà mới cũng hư nó mua máy mới luôn máy giặt nhà mình đó hả đó. Nó mua máy mới luôn tại nó mua máy mới chứ mình máy mình không hư tại giờ mở đó mà eo ấy giặt nó được tại sao hư vậy nó không quớt nữa không quớt nó bị lỗi gì trong mình giặt bao nhiêu năm đó sao đó mới hết cung mới hết cung hơn luôn tới tuổi rồi máy hết đó hả dạ mới hết đâu hai máy hư máy hết thì chị không biết nhưng mà máy lạnh là mới nha máy lạnh là liên với thay máy mới hả nó máy lạnh hư làm mà chị không nhớ hả chị nhớ là cái mới liên nó kêu bạn nó tới sửa đó nhưng mà cái đó là cái mới đó chị biết không ôi má trời ơi cảm tuột cái chua hả? Dạ. Cà chua hả? Cà dạ. Mà chua gì? Thật không? Bạn ăn cái này trong khi dâu mà không ngọt mà cà chua nó chay chua. Nó xịt cái nước ở trong đây nè em. Chua đâu? Ngọt nó xịt cái nước trong đó. Nhắc được nhà nước, nhắc cho chị đi em. Sao quá. Em cũng gắp được đâm lùa không ạ? Lấy cái kẹp đồ em chọt vô cái ở chỗ có kẹp ra ở chỗ có cái kẹp á trong cái học thứ hai á chị Lon thấy rồi nãy thấy rồi giờ thôi. nhà em cái gì đồ để đâu chị Lon biết hả tự anh nói rồi anh lo đốt than đốt đồ anh chỉ trong đây cái lục nó nướng thịt không hỏi chị đâu hỏi được nói gì đâu chị tha hồ lục cần cái gì là lục chị gáp xong thai ba cũng coi YouTube của em á dạ. Nói trời ơi thấy mấy chị em ngồi ăn uống thấy thương quá hồi nào hồi nào chị đặt trước cái đằng nhà cũ trước khi em dọn đi đó đợi coi nữa đợi cái nhà cũ trước khi dọn đi là có lúc mà tết nữa ha mấy chị em mình ăn chung ha làm tết á cái bữa mình nó chiều đến tháng ba đó ngồi sang á rồi nhớ này á nó âm rồi nhớ không cái mình ngồi là nó tối nay là em kêu đó mình nghĩ nó nói thôi ai nhẹ làm thiệt cái cọng sườn càng mỏng vậy là nó càng thấm đỡ không vậy nữa một cái nữa còn nớp chưa được tiếng nữa ngon rất là gà cũng ngon nha em nha thịt gà nó mềm mà nó không khô Ê, có cậu ra cái dĩa mỡ hành nãy giờ không có nhớ có em có chép mà chị quên thôi cho em có chép em mua đùi gà tre em lọc em lóc rồi em lấy xương nó súp sao đùi gà tre phải lấy đùi gà tre mới được
tại nó nhỏ vậy. Nhỏ nó mềm. Còn cái đùi kia nó to. Ý là nó bán mấy cái đùi đùi gà nhỏ vậy lắm. Anh Sơn lấy mỡ hành không? Không. Anh không biết ăn mỡ hành. Đi ăn sắp giờ đi rồi. Con chú đang hát hả? Chị tưởng nó đi lâu rồi. Bữa nay mới đi. Nhớ không em nói chị đó. Chị tưởng nó đi lâu rồi. Chưa, bây giờ mới đi. Tuần sau, tuần sau đi. Đây tụi bà nào nữa. Em nói anh đó. Chứ nhà bếp vẫn còn trong cái tiểu bàn này em. Thì rồi, nhưng mà nó lọt qua tiểu cái thao khác thôi. Cách 3 tiếng Springfield, Arlington, Fairfax, Tùm Lâm, Richmond gì đó. Bác chạy xuống sao quá. Ngồi chứ nhà bích 2, 3 tiếng mấy. 3 tiếng mấy á. Ngồi xuống thì xem biết ở hả? Dạ. Em đúng á. Cà chua nó chua hơn. Đúng không? Đang ăn kia mà cắn vào cái chua quá. Em nghĩ chắc nãy chị ăn bích á, cho nên chị bị. No, anh đang ăn mấy cái này nè. Nhờ nó ngọt cái gì nó cũng ngọt hết trơn, cắn luôn, chua lét luôn. Chua lét. Mình nói vậy tâm hình chúng ta được. Mấy cái cà nó chua tới cỡ nào. Chua lét. Nãy manh vậy em đụng cái trái ngọt rồi. Như hôm bữa coi trên mạng á, cái em ta quay cái đoạn mà ông đang bán xoài. Xoài đây bà con cô bác ơi, nó chua lè, chua lét đó bà con. Chua lè, chua lét đó bà con ơi, cười chết rồi. Gạo vậy nè, mấy đứa nó chua có không thôi. Không mà cái lúc mà nhỏ, mấy xoài chua xoài đậu lại khoái chị. Cái nhỏ tụi em mới vô rừng, tụi em hái nó xoài quéo ở trong rừng á. Nó tính nhỏ nhỏ rồi, nhỏ chua, chua, chua ghế hồn luôn, mà ăn tính bơ. Rồi nó mình kêu xoài bút không ta? Là mà kiểu xin nói dạ. Thứ em kêu xoài quéo. Nè, anh nói chị mấy cái xoài mà hồi đó em ăn xoài tượng rồi đó, xoài chín em đâu ăn. Em ăn xoài sống không ạ. Xoài chín đâu ăn đâu. Răng mình còn chắc. Dạ. Chưa bị tăng sao mà tha hồ chấm nước mắm đường. Chấm nước mắm đường rồi cắn một phát. Người đâu có thấy chua. Mà ăn xong trái xoài là bỏ cơm. Bây giờ bị tăng xong đâu dám ăn. Ăn nó chua. Chứ mà bây giờ mình lớn đó chưa, cái răng mình chịu không nổi. Cắn vô cái là ê. Ê lắm luôn. Mà hồi đó em ăn thêm trái xoài là em bỏ cơm á. Chứ sao hai hàm răng nó ê hết trơn, hết nhai cơm được. Qua Mỹ là bị à, ở Việt Nam thì em ăn anh không bị. Em qua đây làm hai năm rõ răng nó khác liều không chị Long. Ăn cái gì nó cũng không được. Tại sao vậy ha? Không hiểu. Nghĩ khí hậu với mình không. Ăn mình không ăn đồ cứng đồ đâu. Đâu phải. Ở bên đây mình không ra nắng nhiều. Đúng rồi. Đúng. Anh nên phơi nắng từ sáng đến chiều không em mới hiểu ra. Nô trời, trời lạnh mà thường đa phần mình trong nhà máy lạnh mấy lò sưởi rồi lòng anh. Thôi mấy đứa lấy xe của mấy đứa đừng lấy xe chị hỏi sao vậy? Mấy đứa mà lấy xe chị thôi thì chị dẹp, chị dọn đồ trong xe ra xong chị ở nhà chị nghỉ luôn chứ chị hết đi nổi. Chị xong chưa? Dạ. Lớp chị xong chưa? À mẹ hả nói chuyện hả? Chưa xong. Mẹ nói chuyện chưa xong đây là mẹ chùi mũi cho nè. Trời vậy không cho mẹ nói hả? Ý là nó muốn lấy điện thoại của em mới chơi á. Cái nói là chuyện xong chưa? Không hổng đâu. Đây nè. Hiểu rồi. Đây nè. Bởi vì anh chạy nó hỏi nó nói chuyện xong chưa? Rồi điện thoại bố nó là sao? Nó chơi hai máy. Hai máy hai tay luôn. Hai con hai bên. Con xanh con đỏ vậy nó chạy vòng. Chị biết hôm qua anh qua bên đây làm á, nó khách nhiều. Cho nên em làm với phần đó mình làm nó mau có tiền. Cái kiểu khách nó bự á, nó làm chân bự á. Mau có tiền. Thật nó ngon luôn nha anh. Thật nó ngồi chứ. Em no quá. Tại nó mới thức mà cho uống cái nó ngủ. Nhưng mà no. Chị ăn. Em ăn hai cục thịt sườn, một cục thịt gà, 5-6 cây măng rồi ở đây nữa. Rồi ổ bánh mì, một gốc tư ổ bánh mì. Quá xá quá xa. Chị cũng ăn vậy thôi, chị mới có một cục mà cục này chưa hết. Ăn quá xá quá xa luôn. Chị ăn xà lách. Đây là kiểu này chứ. Ăn xà lách nhiều hơn. Này mới đai gì. Đai eo chứ đai hả chị. Lâu lâu. Bánh mì đâu mập đâu.
ăn cơm với mực. Không, nhưng mà anh ăn, ý là anh ăn nhiều mà anh ăn thường xuyên á. Nghe cái dĩa này vừa nó không đâu nhỏ quá. Vừa vô chứ không nhỏ không. 37 thôi. Ai bán? Dạ em. Cho anh hả? Chắc chỉ có mua cúc bông. Không hả? 75 bóp. Ủa nó bán nào á? Sao em vô hoài em thấy trời. Thì đâu cần mua, tụi em lên rồi còn qua lại. Không, mà ý là nói mấy bạn em cũng đi canh đồ sale mà tại sao không thấy tháng trước. À tháng trước hả? Có thể tháng trước em chưa cần nữa. Không, không bây giờ là chị bắt đầu chị để xà bông cho em. Dạ. Yeah. Nhưng mà để vô một lên nói chuyện cái này nó chạy vô một cổ. Dạ, uống nước vô, uống nước vô. Cái gì đó bột. Bánh mì. Cái bánh mì lên sandwich. Ngon mới, ha, ngon, ha. Ngon, ngon. Nó thơm mà nó dẻo dễ sợ. Thì bữa em dặn chị mua một cái bình bự vậy gì. À. Mà với được cúp, với cúp bông chị có đó. Khoảng 12 đồng bình. Ừ. Rẻ không? Dạ. Ủa mà chị lấy cái cúp bông để về cho em thì chị xài được không? Được chứ. Được đó. Rác không coi có nào còn hạn như cho chị. Thì vô một chẩm cho mua. Được đó. Cứ bỏ gửi về nhà nè. Bỏ đâu rồi. Đó em cắt em bỏ gắm kia rồi. Mấy em chắc hả? Mấy tuần rồi em đã tháng mà hết hạn rồi. Nó có cái không, có mấy cái còn. Mấy mới nè, mới gửi em qua rồi. Rồi hả? Đâu rồi, của em sắp anh để đâu rồi? Em mới sắp bỏ rồi. Tại hiện tại giờ chỉ có cúp bồng của thằng. Nó vẫn còn ở trong đó. Nó vẫn ở đó rồi, nó nằm ngay cổ họng mình á. Nó vẫn ở cổ nằm xuống. Nó bột mà. Ở dưỡng á. Nó có mất gà, nó mất. Cái này của em không có cái căn bàn là nó nhét vô đây là Ngọc. Đây đó. Làm vợ em nói vợ mất. Em mua bàn thứ này là không được. Không, bữa đó em mua em nhìn đó là em thấy cái này nó láng cho nên mới mua. Em đâu có thấy mà em đâu có để ý nó có một cái đường chỉ này đâu. Việt Nam làm mà. Ở đây em thích cái bàn thứ này nè. Khi mà mình càng lau nó càng bóng vậy đâu mấy không? Còn em ghét cái bàn kiến đó. Tại vì cái bàn kiến á làm chị bóc cái tay vậy thôi nó cũng có cái vết nữa. Em không thích. Thỏa ngày sau hồi chị bóc đâu có vết đâu. Còn kia chà chà bóc vậy nè. Nó vết nó vô. Mà nó dễ nứt nữa. Chị đặt cái gì hên mạnh chút chứ là nứt nó bể. Để gì kêu lộn cổng không? Dạ để nghe cọp lộn cổng. Còn cái này hả? Mình để gì đó, mình lau, mình xịt nước, mình lau cái này láng, nó có mà. Mà nó không có bị dằn, dợn nữa. Rồi, phải có cái đồ quét á. Dạ. Không, anh cái chỗ nhỏ nhỏ vậy nè. Anh nói đồ để anh chán một lớp nhựa gì đó. Chứ siêu á, siêu á. Anh chán một lớp nhựa gì luôn. Thứ trên mạng nó hay làm á chị, nó đổ đồ xong cái nó đổ nó lên cái nó làm thành một lớp kiến vậy đó, nhưng mà thật sự là nó là nhựa. Nó có mấy cái đồng tiền nào quý không? Lúc mà em đổ quá chắc là nó đề rồi em đổ lên luôn. Đồng tiền. Dạ tiền nữa đổ mấy lên cho nó xuống hả? Chết luôn, không lấy ra được luôn. Không, anh có một thùng tiền đó, tiền cắt đó. Thôi thì cắt lên để dành cho con. Ủa? Dạ. Chứ muốn thì lấy đồng tiền xu tiền cắt đó. Chất lên. Chất thì mọi kiểu chất hoa măng á. Mấy cái bo Mỹ không? Nó hay bỏ kho đờ penny tùm lum mà đô la chưa hay hai đồng nào đó. Ừ. Nó đổ rồi nó chán lên nó đẹp dễ sợ luôn. Ừ. Mà nó cái đổ xong rồi không lấy ra được đâu. Ừ. Coi như là chết nằm trên bàn chết luôn. Ừ. Thì cứ như là coi đi đâu mà mốt dọn đi đâu chỉ vì tiếc ba đồng tiền đó mà phải bưng cái bàn đi. Mà nặng nữa chứ. Chị đổ cái đó nó nặng lắm á. Nó tiếc ba đồng tiền đó không có bao nhiêu hết mà chỉ vì tiếc nó bưng cái bàn đi đâu bàn đi mới đi theo. Bưng cho cực. Bữa giờ em đâu có dám mua cái gì đâu. Tại vì một phần mà mình mua cái mốt cái mình đi cái mình phải bưng đi với chị lo. Chỉ với phần hao tiền quá. Mua mỗi thứ chút mà hao tiền. Chị thấy mua có cái tủ không mà 200-300 lụm cây em đóng sơ vậy thấy được. Nó mét với cái nhà được rồi. Ừ, đổ càng đẹp, đổ càng mua được. Dâu ngon, ngọt, ngon ngay nhờ. Ngon hả? Ừ. Kẻ. Dâu. Hôm bữa em thấy trong chợ anh nó bán ăn sale á.
mua một trong cái gì blueberry mua một trong một. Người ta nói thời buổi kinh tế khó khăn tăng sinh giảm mua. Đó. Ai cho lụm hết đừng đi mua gì đó. Giống như bữa em làm trong tiệm kia, chị kêu bà nói gì nè, cái mấy con khách mà kiểu ngủ nó không làm, nhỏ này là khi đi má má có dặn rằng của cho thì lấy, của mua thì đừng. Ngủ nó làm gì nó cũng làm. Chứ hỏi mày làm chân treo no, ôi làm chân spa no, mày bao gót không no, mà trong khi đó chân nó dày mò như cái mò cao vậy đó no, cái gì cũng no. Các bạn này nó nhỏ này khi đi má có dặn rằng dạ cho chứ là mà móng thôi cho nhiều lắm tiền rồi đó, đó. Mà chị bánh nói là nhỏ này là khi đi má chó dặn dặn nè. Cười, cười quá trời cười. Cái em có kể cho mấy người đó nghe không? Khách hàng của thằng Liêm trả tiền làm móng tay với chân bằng trứng gà không? Không, cái chân gà. Nó không có tiền, nó nít mà. Ờ, à, cái tội. Nít mà nó lên, không có tiền, nó làm xong trả trứng gà. Và nên nó nói thì giống như con Liêm mới nói thì giống như con của mình ở nhà thôi. Chạy nó làm, làm cho nó, làm cho nó thích làm đẹp mà nó không có tiền. Ba mẹ không cho tiền. Nó hỏi sao? Nó cỡ con đó, cỡ con chuột đó, con kẹp á. Nhỏ xíu đi hả? Mà Mỹ bên đây nó cho nằm điệu sớm á. Hư lắm. Tự do. Hư móng á. Thật sự á, có mấy đứa lại làm móng tay của em á, tiệm em á. Trời em nói chị, nó lớn nghe, mình thấy nó khoảng hầm 20 rồi đó. Mà nó làm móng mà chị thấy cái móng nó mỏng tăng à. Bị cà biết nó không? À. Với vậy chị làm, nhóm mẹ em làm cho chị nói em đừng có cà cái móng nha. Bà mẹ đó. Mà không lâu kệ. Thì nó mau chóc thôi. 2-3 ngày thì nó chóc, nhưng mà nó không có hư móng. Mà cũng đâu lâu, mau chóc đâu. Mà bữa đó em sơn cho dễ vậy? Đâu có sơn treo đâu, sơn thường hả? Hồi đó là như gel chưa có nữa. Chưa. Thường nhưng mà sơn cái lớp bóng lên nó cũng đâu có lâu mau chóc đi. Chị biết mau chóc là bị gì không? Chị xài nước nhiều á thì nó mới mau chóc thôi. Thì chị đưa chén là chị xài đeo qua tay. Đeo qua tay thì nó lâu chóc lắm. Nó không có thấm nước á. Tại vì khi thấm nước á cái móng thiệt của mình nó mềm. Nó móng thiệt của mình nó mềm thì cái thằng kia nó cứng thì nó sẽ dễ bung. Vậy thôi à. Chứ còn mình không xài thì không bị gì hết á. Cái măng này em ăn không đừng ăn với gì nó ngọt ghê. Dạ nó ngọt bởi vì này. Ăn hoài chứ. Nãy mà ăn không ăn. Rồi chấm không ăn. Chị xong chấm vậy. Ngon rồi. Chị xong rồi. Giữa thế giờ mang hoài. Tí không ăn thịt hả con? Con ăn thịt hả? Ăn phở vậy thôi đó hả? Nó thèm đúng không em chưa? Nó thèm lại nó ăn thế thế luôn á. Khi nào mà nó thèm á, thì em đưa cho nó một cục mà nó cạp. Mà nó cạp như chuột cạp ấy. Mỗi lần mình ăn mới ăn mà. Yeah. Mới ăn phở ngon. Rồi thôi. Thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của hai chị em ăn uống ngày hôm nay nha. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu như các bạn cảm thấy thích hai nhân vật trong cái video này thì nhớ cho một cái like ở video nha. Bye bye, bye mọi người. Bye. Này mọi người. Cô Loan trước khi về, cô Loan ra xe, cô Loan lục đồ để cho nè. Lục ngoài xe đem vô cho nè. Chờ cô Loan nói cô Loan lấy hai cái kéo thôi mà giờ lấy hai cái kéo ha, một bình nước rửa chén ha, rồi hai hộp khăn giấy ha, tại vì nhà mình hay xài khăn giấy nhiều, lau đít rồi lau tay lau chân hay rồi nhiều khi Henry ăn bánh đồ nó nhiễu cái mình hay lấy khăn ướt mình lau á, chùi cho nó sạch. Rồi dầu gội nữa nè, chai dầu gội nè đó, chai dầu gội 2-3 chai vậy đó, nè 3 chai luôn nè thấy không. Rồi cho thêm một lốc nước hoa thơm nhà nữa nè. Đâu vậy thấy đi ra vác xe để đem vô cho mình. Tội nghiệp chị Loan bữa nào qua cái tốn biết nhiêu tiền. Bữa nay qua tốn với hai chồng mình chắc cũng cả 100 đồng, hơn 200 à. Chắc có 200 hơn à. Tại vì hôm nay là thay vì birthday của Henry á thì qua tặng quà sinh nhật cho Henry, nhưng mà nào là mua đồ ăn này cái nọ cho mình để mình đãi tiệc ngày mai. Chị không qua chơi được. Rồi lớp cho đồ như thế này nữa nè. Cho nên hả, chị em quý nhau nhiều người trong nhà vậy đó. Tại chị biết mình sống chung với chị á, chị cũng biết tánh tình mình sao á. Cho nên quý. Đó, quý vị thấy không? Dạ. Cô
cô Loan sao con? Cô Loan đó hả? Ồ, cô Loan cho Henry nè, cái này cô Loan cho Henry nè. Cô Loan đó hả? Cô Loan đi về rồi. Cô Loan về nhà ngủ rồi. Cô Loan về đi coi chừng bà ngoại rồi. Bà ngoại ở nhà một mình không có ai coi chừng bà ngoại, cho nên cô Loan phải về coi chừng rồi. Để bà ngoại một mình, bà ngoại đi ngoại té đau chân, ok? Đau chân. Đúng rồi. Bà ngoại ở nhà một mình không ai coi chừng bà ngoại, là bà ngoại đi té, bà ngoại đau chân. Cho nên giờ cô Loan đi về coi chừng rồi. Cô Loan dỗ ngoại ngủ rồi. Dỗ ngoại ngủ rồi. Đúng rồi. Bữa nào cô Loan nghỉ cô Loan qua chơi hay gì tiếp, ok? Ok không? Ok. Ok, giỏi quá.